chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hệ thống Hiếu Thành Phát. Hiện tại thì Liễu đang ở trước cửa hàng của Liễu luôn. Đây, siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát. Cửa hàng của Liễu là nằm ngay trên đường quốc lộ 14 nha các bạn, ở phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha. Thì hôm nay là xe mới về nên là Liễu sẽ cập nhật một số giá xe mới và màu mới chúng ta cùng nhau tham khảo nha. Về chi tiết của cái xe đó thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho Liễu. Liễu sẽ nói về chi tiết xe đó, hoặc là các bạn comment bên dưới, Liễu sẽ review chi tiết cái xe đó cho chúng ta cùng nhau tham khảo ha. Thì đầu tiên là Liễu sẽ review em Sonix này trước đi. Sonic này là nó đặc biệt hơn một chút, Sonic Repsol, nhưng đây là bản màu zin nha các bạn. Màu này là màu tem dán. Đây. Thì thường là bên cửa hàng Liễu trước giờ á, thì Sonic thường á, là toàn là màu 3D, màu độ lại. Thì sơn là tem 3D hết luôn. Nhưng mà đợt này là về bên cửa hàng Liễu về được 3 em, nhưng mà bán của em mà còn có 2 em thôi. Là có tem dán nha, tem màu zin nha. Đây, về thiết kế của nó thì hoàn toàn là giống với lại em màu ốp. Nhưng mà về màu sắc thì cái phần màu cam này nó có chút gì đó là nhạt hơn một chút nha. Và được cái bông màu cam dinh luôn. Đây, nguyên em màu cam dinh đây. Ok, có nhau là cùng nhau quan sát nha. Đợt trước là hàng Repsol tem dinh là nhà máy là ngưng sản xuất rồi. Lần này là mới về được mấy em, hàng hơi hiếm nha các bạn. Ok. Liễu sẽ báo giá em này luôn cho chúng ta tham khảo nha. Em này thì hiện tại bên cửa hàng Liễu đang bán với giá là 58,5 triệu chưa bao gồm phí biển nha. Các bạn ở huyện nào, tỉnh nào có thể liên hệ cho Liễu, Liễu sẽ báo giá lăn bánh cho chúng ta cùng nhau tham khảo ha. Với em này thì các bạn có thể trả góp, trả trước cho bên Liễu tầm 12 triệu trở lên là mình lên hồ sơ trả góp được rồi ha. Tiếp theo mình qua một số dòng xe mới ha. Đây là em Vario 125 màu đen. Em này thì hiện tại bên cửa hàng Liễu đang bán với giá là 39,5 triệu. Đây. Em màu đen nhám này thì là bản màu zin luôn. Thì bây giờ Liễu sẽ review chúng ta màu zin luôn nha, không có màu độ nha. Tiếp theo là em Vario 150 màu bạc. Đây. Màu bạc này thì hiện tại bên cửa hàng Liễu đang bán với giá là 49 triệu. Đây là màu bạc zin luôn. Và em màu vàng cát bên cạnh cũng giá như vậy, 49 triệu. Hai em này đồng giá nha. Ok. Màu vàng cát với màu bạc này đợt trước Liễu cũng có review cho chúng ta rồi hả? Đợt trước Liễu có làm có clip là review về tất cả các mẫu xe Vario màu zin. Ok. Tiếp theo đây là em Rider. Rider màu này là màu xanh mờ, các bạn có thể đã gọi là màu xanh nhám nha. Thì hiện tại là em này đang bán với giá là 47,5 triệu đồng. Okay. Với em này thì các bạn có thể trả trước cho mình Liễu tầm 10 triệu trở lên là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi ha. Và dòng Vario này, em Vario này có thể trả trước cho mình Liễu tầm 5 triệu trở lên là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Ok. Tiếp theo Liễu sẽ nói sơ về hai em này luôn ha. Đây là em màu trắng đỏ, hiện em này là bên Liễu đang bán với giá là 39 triệu chưa bao gồm phí biển. Và em màu xanh bên này là hiện đang bán với giá là 39,5 triệu đồng chưa bao gồm phí biển luôn ha. Với hai em này thì các bạn có thể trả trước cho bên Liễu tầm 6 triệu trở lên là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Ok. Tiếp theo là các bạn sẽ qua em Sa Chi này đi. Em Sa Chi màu trắng. Hay là thì em có báo giá ở bên kia rồi là không có lặp lại nữa ha. Thì em qua Sa Chi bên này, Sa Chi màu trắng xanh nha. Ok. Với em Sa Chi này thì hiện tại bên cửa hàng Liễu đang bán với giá là 62 triệu đồng chưa bao gồm phí biển. Với dòng Sa Chi thì các bạn có thể trả trước cho bên Liễu tầm 12 triệu trở lên là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi ha. Và một điều đặc biệt nữa đó là đây là em Vario 125 tem mới. Tem này thì Liễu chưa review bao giờ. Thì bây giờ Liễu sẽ nói sơ qua về em này và báo giá em này trước ha. Rồi clip sau Liễu sẽ dành một clip, Liễu sẽ review về Vario 125 tem mới cho chúng ta còn nhau tham khảo về chi tiết và màu sắc, về tem màu sơn của em nó như thế nào luôn ha. Okay. Thì hiện tại bên cửa hàng Liễu đang bán em này với giá là 38 triệu đồng. Đây. Với dòng Vario thì có thể trả trước cho bên Liễu tầm 5 triệu trở lên là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Đây là em Sa Chi màu đen nhám nha, hiện tại bên cửa hàng Liễu bán với giá là 56,5 triệu đồng. Okay. Em này thì có thể trả trước cho bên Liễu tầm 12 triệu trở lên thì mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Còn đây là em Sonic màu đen nhám. Em này các bạn có thể gọi là đen đỏ mông đỏ hoặc là đen nhám đều được nha. Đây, đen đỏ mông đỏ. Thì em này hiện tại bên cửa hàng Liễu đang bán với giá là 55,5 triệu đồng. Với em Sonic này có thể trả trước cho bên Liễu tầm 12 triệu trở lên mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Và qua Exeter màu đen nhám. Màu đen nhám này thì hiện tại cửa hàng Liễu đang bán với giá là 39,5 triệu đồng đó các bạn. Em này. Ok. Và qua em Sa Chi màu đen đỏ. Cà vẹt sẽ ra màu đen đỏ nha các bạn. Em này thì hiện tại với cửa hàng Liễu bán với giá là 57,5 triệu đồng nha. Ok. Chúng ta à, thấy em này chị. 57.500.000 đồng có thể trả trước cho bên liệu tầm 12 triệu trở lên là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Thì Lị sẽ nói luôn về hồ sơ trả góp nha. Hồ sơ trả góp thì hết sức đơn giản, chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái là mình có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Cửa hàng của Liễu là ở siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nếu các bạn không biết cửa hàng của Liễu ở đâu á, có thể tới cổng số 1 của khu du lịch Đại Nam. Bên Liễu sẽ có người ra rước các bạn về cửa hàng mua xe ha. Với các bạn ở xa có thể liên hệ cho Liễu, Liễu sẽ hỗ trợ tiền xăng xe đi lại cho các bạn ha. Chúc các bạn một ngày mới làm việc thật tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Các bạn yêu mến Liễu hoặc là muốn Liễu review hay dòng xe nào nữa hãy comment bên dưới nha. Hãy cho Liễu một like và một subscribe với nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.